Dừng lại đi, anh hết đường chạy rồi. Hãy ngoan ngoãn giao tăng vật ra đây, rồi theo tôi về phường. Tao cần tiền, tao cần tiền, mày hiểu chưa? Mày đừng ép tao. Hãy ngoan ngoãn chấp hành đi. Đừng ép tao, tao cần tiền. Anh đừng có mà manh động, hãy cất hung khí đi và đi theo tôi. Tao bảo rồi, cút ra cho tao đi. Cút. Con trai của bác là công an phường, đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại khu phố này. Chú Ngọc, tôi vừa làm điều gì có lỗi hả anh? Bác không làm điều gì có lỗi cả, là bọn con xin lỗi bác. Để bây giờ bọn con đưa bác về nhà nhé.